Cách đây 10 năm với tài chính khoảng 1 tỷ đồng, người mua có thể lựa chọn mua chung cư các quận, huyện, vùng ven của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nguồn cung 3 năm nay bước vào chu kỳ sụt giảm trầm trọng. 10 tháng đầu năm nay không có căn hộ giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Thay vào đó, phân khúc cao cấp ngày càng chiếm lĩnh khi tỷ trọng tăng trưởng từ 9% lên gần 70% sau 5 năm. Tính theo giá sơ cấp trung bình trong quý 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng, một căn hộ mới diện tích từ 50 đến 60 mét vuông ở Hà Nội đã có giá 2,5 đến 3 tỷ đồng, tương đương với 51 triệu đồng một mét vuông. Trong 3 năm trở lại đây, chi phí xây dựng và nhân công leo thang khiến chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh giá bán và người mua cuối cùng sẽ phải chịu mức tăng giá này. Đây cũng chính là lý do biến mất của những căn hộ bình dân dưới 2 tỷ tại Hà Nội.